Xin chào và cảm ơn quý khán giả đang đến với chương trình Tự hào đất Sen Hồng trên kênh miền Tây truyền hình Đồng Tháp 2. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị về vùng đất Lấp Giò và tìm hiểu về ẩm thực chay vô cùng độc đáo tại một quán ăn mới toanh ở thành phố Sa Đéc. Thưa quý vị, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của thực khách, ẩm thực chay ngày nay chứa đựng cả một nghệ thuật chế biến. Các món chay hiện đại không chỉ ngon, có lợi cho sức khỏe mà còn phải bắt mắt và đa dạng. Thế nên dù chỉ mới mở cửa gần đây, nhưng tiệm chay Gõ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng thu hút được nhiều thực khách bởi các món chay tại đây được bài trí vô cùng bắt mắt, không thua kém gì các nhà hàng sang trọng. Thực đơn cũng rất đa dạng với nhiều món ăn mang đặc trưng của ẩm thực Thái, Nhật. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng ghé thăm địa chỉ này để tìm hiểu nhé. Đây chính là món sashimi chay ở tiệm chay Gõ, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Và nếu như mà Tiết Minh không tiết lộ đây là món ăn chay thì mọi người có nghĩ món ăn chay nó được đẹp mắt và bắt mắt như thế này không ạ? Tại đây thì có menu rất là đa dạng và hấp dẫn luôn, hứa hẹn sẽ không phụ lòng quý vị đâu. Ngay bây giờ thì mời mọi người cùng với Tiết Minh khám phá nhé. Với cách trang trí không gian ngẫu hứng, Gõ mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu cho những tín đồ thích ăn chay. Không gian có tông màu xanh chủ đạo, được chia ra nhiều khu trải dài để mọi người thoải mái chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Gõ là quán chay có thực đơn đa dạng, những món như chiên, xào, lẩu, từ dân dã quen thuộc như nấm kho tiêu, rau luộc kho quẹt, mẹt cuốn, bánh ít trần, đến các món được chủ quán, đồng thời cũng là bếp trưởng, chế biến sáng tạo theo kiểu Nhật, Thái. Một số món phải kể đến là cơm cuộn phủ bơ, sashimi, pani puri, gỏi miếng trộn kiểu Thái, gỏi bưởi và nấm, chảo nấm sốt rau củ, mì ý sốt kem, salad trái cây và hạt, nấm nướng sốt tiêu đen, tempura sốt xoài, tảo xoắn chi lê xả tắc, cơm chiên trái thơm, vân vân. Hướng về là chay vì sức khỏe, mang đến những hương vị mới lạ để có thêm nhiều người tìm đến món ăn chay, thay vì không cần phải là ăn chay trường hay gì đó, mà là ăn để thay đổi khẩu vị, ăn để làm mới bữa, sẽ thay đổi món liên tục, kiểu như có thể như mùa này là đang mùa xoài của mình rất là nhiều, nên mình mới sử dụng là có cái tempura sốt xoài. Mùa mưa tới thì mình sẽ đánh nhiều cái loại lẩu, nó đa dạng lên. Trước đây em cũng làm nhà hàng Nhật, rồi cũng có làm ở nhà hàng Hoa, rồi cũng có làm ở nhà hàng Thái, nên kiểu cứ mỗi nhà hàng mình sẽ gom nhặt lại một xíu kinh nghiệm, rồi mình sẽ mang nó vào những cái món ăn của mình. Là một người con của Sa Đéc, và Sa Đéc thì lại nổi tiếng với làng bột mình, nên trong menu đó vẫn có một cái món là món bánh ít trần từ cái bột nếp của Sa Đéc mình làm ra. Các món ăn được bày trí rất đẹp mắt và chỉnh chu, chén dĩa đũa muỗng cũng được đầu tư cầu kỳ như nhà hàng. Đây chính là điểm thu hút thực khách thích ăn chay tìm đến quán. Mình thấy cái hình thức đây là trang trí nó phong phú lắm, kiểu nói chung là như là cả Sa Đéc này, thậm chí mình đi cũng những chỗ xa khác cũng chưa có thấy là cái cách trang trí phong phú như của bạn đây. Mỗi cái món ăn á đều có một cái vị khác nhau. Mình ăn vô cái là mình nhớ cái hương vị đó đó, là của cái món đó, nó không có lẫn lộn vô đâu. Có những cái món mà mình gia đình mình á, là ăn ruột luôn á, là món cơm chiên kiểu Thái. Cái món đó rất là dễ ăn, người lớn và trẻ em ai cũng thích hết. Hai nữa là cái món lẩu. Đồ ăn ở đây á, nó rất là vừa cho cái khẩu vị của mình. Quán chay này là sẽ rất phù hợp cho những người bạn trẻ muốn tìm hiểu chay của Việt Nam, hay là muốn thử một lần để ăn chay. Những món ăn ở đây cũng rất vừa túi tiền, không quá mắc cũng không quá rẻ do so với cái chất lượng. Ở đây rất là nhã nhặn, yên tĩnh. Khi mà mình ăn với gia đình của mình, rất là vui vẻ, riêng tư, nhẹ nhàng. Quán mở cửa từ 11 giờ đến 21 giờ 30 phút vào các ngày 14, 15 và 28, 29, 30, mùng 1 âm lịch hàng tháng. Quán có mở bán thêm buổi sáng với một số món như phở, bún quế, bún thái, cháo nấm rau củ, là hán kho ngũ vị ăn kèm bánh mì, hủ tiếu, vân vân. Địa chỉ tiệm chay Gõ, 108/8, đường Đinh Hữu Thuật, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, gần Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Đông.
Thưa quý vị, khi nhắc đến Quyện Lấp Chờ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến làng Chiếu Định Yên, một làng nghề truyền thống có hàng trăm năm tuổi. Những năm gần đây, Quyện Lấp Chờ còn chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, thu hút khách du lịch, nâng cao tính cạnh tranh và bền vững. Ước tính giai đoạn năm 2020-2023, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện tiếp đón trên 500.000 lượt khách. Nếu muốn thực hiện chuyến hành trình khám phá vùng đất này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là một trong những hoạt động khởi động nghề mới của ông Phạm Quang Tuyến ở xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ở khu vực cồn ông này, suốt hơn 10 năm qua, ông đã dẫn dụ cá thiên nhiên về đoạn sông gần nhà mình để nuôi nhử và sau đó hình thành nên khu du lịch sinh thái Đại Thiền Nam. Khu này có diện tích trên 2 hectare, có không khí mát mẻ quanh năm, nằm cặp theo con sông Thiền thơ mộng với các món ăn ẩm thực thiên nhiên phong phú và nằm trên cung đường đi đến làng Hoa Sa Đéc. Trong cái đoạn clip vừa rồi thì con thấy là cái mật độ cá ở đây rất là nhiều luôn. Vậy thì cá mà chú ở cái điểm du lịch của mình á, thì hiện tại là có nhiều loại không? Và cá này là cho chú thả nuôi hay là mình nhử rồi về đây? Không có thả nuôi. Cá này là cá thiên nhiên. Mười mấy năm nay chú ăn rồi. Chú cho ăn thì theo cái cảm nhận của chú ấy, nếu như câu chuyện ấy, trước kia nuôi bè, sau khi mà bè mình không nuôi nữa thì mình nghĩ là đàn cá này nó đói thì nó đi ăn ở đâu. Thế thì lúc đấy bắt đầu chú mới đổ xuống chú cho ăn. Cho ăn thì nói thẳng là nó có một cái tình cảm vô cùng ấy. Gọi các con ơi là nó quây quần nó về. Quây quần nó về mình có thể mình sờ cá bình thường. Rồi nữa là gì? Nó cho ăn thế thì nó có một cái gì nó chú cảm giác là nó giống như là nó hiểu biết mình ấy, về mặt tâm linh. Thế còn cá thì nó lên tầng tầng lớp lớp, cá tra, cá rổ đém mà nhất là ban đêm. Ban đêm thì nó vào khủng khiếp, cá lớn luôn à. Thế thì nó các loại. Thế thì mình cũng chỉ là một cái yêu thích về thiên nhiên, về môi trường. Rồi mình cũng thấy có một cái gì đó giống như là thương đó. Ừ, thương con. Ví dụ mình cứ cảm nhận mình không cho ăn thì nó đói thì sao? Như chú chia sẻ thì con cảm nhận được đó là không chỉ có yêu thiên nhiên không đâu, mà đúng là như chú nói là có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Với lại chú dùng một cái từ mà con thấy rất là thân thương, đó là bầy con của mình. Dạ, vậy thì khi mà chú làm cái công việc này thì con nghĩ là chắc chắn là nó phải tốn, không chỉ tốn công đâu mà còn phải tốn tiền, tốn cổ của mình nữa. Dạ, vậy cái điều mà chú cảm nhận, chú nhận được là gì hả chú? Cái công đó thì nó lại chính là cái yêu thích của mình. Thế còn cái tiền của thì nó thật, trước kia chú nuôi nhiều cá lắm, thì mình cứ chiết ở thức ăn ở trong ao ra nuôi ở đây thì nó không đáng cái gì cả, số lượng mình lớn. Thế nhưng mà bây giờ đấy thì chú nói thật là cũng trích một phần, rồi quan trọng bây giờ là tập trung vào cái lương hưu của chú à, để làm cái yêu thích này là lương hưu của chú. Thế nhưng mà thực ra mình cho ăn thì đúng đấy như chú chia sẻ đấy, vô cùng nhiều mà mình chỉ cho húp cháo không à. Thôi thì mình chỉ có khả năng thế thôi chứ biết làm sao được. Thế còn ở đây đấy thì đến 7-8 năm nay đấy, chú làm cái việc du lịch. Thế thì khi khách người ta đến đây, người ta tham quan du lịch thì đó, ai cũng mê luôn. Vậy thì khi đến với cái địa điểm du lịch của mình thì ngoài được trải nghiệm trực tiếp cho cá ăn, rồi được hòa mình vào với thiên nhiên, thì điểm du lịch của mình còn phục vụ những cái dịch vụ nào nữa không chú? Nhiều các cái món mà đặc sản của sông nước, tức là toàn bộ cái đồ tươi sống. Đấy, như cái rau lúc nãy cháu, cái tên gốc của người ta gọi là, người địa phương gọi là cỏ xước, nhưng chú đặt tên nó là rau Đại Tiền Nam. Thì cái lẩu Đại Tiền Nam là tiêu đề đầu tiên của cái thực đơn, là cái rau đó. Mà chức năng của cái rau cỏ xước ấy, gọi là chú gọi là rau Đại Tiền Nam, là giải độc gan. Nên là nó nhiều cái mà về đây nó hòa vào với thiên nhiên, mà ăn uống cũng giống như thiên nhiên luôn, rất là vệ sinh, rất là an toàn, chú khẳng định như thế. Dạ, đúng là như chú Tiến chia sẻ thì tới đây không chỉ là được hòa mình với thiên nhiên, được trực tiếp cho cá ăn, được trở về với những không gian trong lành như thế này, mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng sông nước với một cái món mà quý khán giả không nên bỏ qua, đó là lẩu Đại Tiền Nam. Và hồi như hồi nãy chú Tiến có chia sẻ thì ở đây khi mà thời điểm cao điểm thì có đến hàng chục tấn cá sẽ kéo về đây. Và để minh chứng cho điều này thì Lê Giang có xin chú Tiến một ít thức ăn để có thể rải xuống cho cá ăn và kiểm chứng xem là có thật sự là nơi đây cá nhiều như vậy hay không. Thưa
ngoài những địa điểm du lịch quen thuộc khi nhắc đến Đồng Tháp như là vườn quốc gia Tràm Chim, khu du lịch Xẻo Quýt hay là làng hoa Sa Đéc, thì khi đến với huyện Lấp Vò thì khu du lịch văn hóa phương Nam là một địa điểm hấp dẫn không kém. Khi đến đây thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh tái hiện rõ nét về làng quê Nam Bộ xưa. Khu du lịch văn hóa phương Nam tọa lạc tại xã Long Hưng Nga, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Một không gian rộng lớn với nhiều tiểu cảnh trang trí theo các chủ đề khác nhau. Bảo tàng đất phương Nam là nơi trưng bày nông ngư cổ, vật dụng sản xuất và đời sống của ông cha ta từ xưa đến nay, lưu giữ các hiện vật có giá trị từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Ngoài ra còn trưng bày các loại gỗ mỹ thuật, đặc biệt show diễn lúa nước tái hiện lại quy trình sản xuất cây lúa nước từ khâu trâu bò cày bừa, gieo mạ, cấy lúa, tát nước, gào sông, đập lúa. Một điều thú vị nữa là khi đến đây, du khách còn được thưởng thức ẩm thực phương Nam với các món ăn đa dạng và phong phú, đậm đà hương vị miền Tây. Từ sáng đến giờ thì quý khán giả cũng đã theo chân Lê Giang tìm hiểu và trải nghiệm nhiều điểm đến hấp dẫn. Với một điểm đến là trở về với thiên nhiên, với điểm nhấn là bầy cá tự nhiên trên sông, cho đến trải nghiệm nét văn hóa của làng quê Nam Bộ xưa tại khu du lịch văn hóa phương Nam và nhiều điểm đến hấp dẫn khác. Để chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt để có thể trải nghiệm điểm đến cuối cùng trong hành trình phiêu vu ngày hôm nay là làng nghề dịch chiếu Định Yên vào buổi đêm, Lê Giang sẽ đưa quý khán giả cùng nghỉ ngơi tại một địa điểm lưu trú. Và khi đến với điểm lưu trú này thì ngoài được nghỉ dưỡng thì tại đây còn có rất nhiều không gian để quý khán giả có thể lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật đẹp. Như Ba Farmstay có diện tích rộng trên 12.000 m². Đến với điểm tham quan này, du khách được tận hưởng không gian mát mẻ theo trend du lịch chữa lành. Trong này khách sạn là 5 phòng, rồi ngoài bên khu lâu đài ấp ngược á là 4 phòng. 4 phòng đó là trải nghiệm ở ngoài đồng quê, ở ngoài đó là nhìn thưởng thức cánh đồng rồi đó. Là ngoài đó là 4 phòng riêng nếu khách có nhu cầu ra đó. Nếu mà khách có nhu cầu nghỉ dưỡng lại thì bên đây có đầy đủ tiện nghi các phòng để mà phục vụ cho khách. Và ở lại cư trú là đêm và ăn uống, dịch vụ có ăn uống nếu như khách có nhu cầu ăn uống gì. Thì ở đây là khách du lịch Như Ba phục vụ đầy đủ, có hết. Sân khấu có nè, rồi các cái trò chơi, rồi nhạc, đồ này kia thì có. Nếu mà khách nhu cầu cái điều kiện ra, điều kiện gì thì chúng tôi phục vụ đầy đủ. Ngoài là một điểm lưu trú, thì khi chọn ở lại đây, khách có thể đi dạo quanh vườn nho, trải dài trong nhà kính, với nhiều loại nho khác nhau. Đáng chú ý là tòa lâu đài ướp ngược lớn nhất miền Tây với không gian bố trí sang trọng. Các vật dụng được ướp ngược tạo điểm check-in lý tưởng cho du khách. Nơi này được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam, công nhận là lâu đài mang phong cách cổ điển châu Âu, có nội và ngoại thất ướp ngược trong khuôn viên Farmstay đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt, điểm du lịch còn bố trí khu phố Hàn Quốc với nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, sinh động. Khi về đêm, du khách có thể tổ chức các buổi tiệc ngoài trời cùng bạn bè và nghỉ dưỡng. Là điểm đến hấp dẫn và hoạt động đặc sắc trong du lịch của huyện Lấp Vò thời gian gần đây là show diễn thực cảnh tái hiện chợ ma chợ chiếu Định Yên. Trong không gian trước sân đền bên bến sông, huyện Lấp Vò đã hình thành nên một sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế của làng chiếu Định Yên và địa hình bến sông mái đình nơi đây. Hàng tháng, nơi đây sẽ có chợ quê với các món bánh dân gian đặc sản. Rồi các chiếu đờn ca tài tử dệt chiếu tay cho du khách trải nghiệm. Mình tới đây cũng là lần đầu tiên. Mà khi mình tới đây thì mình thấy không khí của chợ nó rất là nhộn nhịp. Và nó chợ Định Yên nó tái hiện lại cái cảnh chiếu xưa thì mình rất là vui. Thì nó gìn giữ được cái nét quê hương, nét đẹp làng nghề chiếu Định Yên của mình. Và mình cũng tự hào vì mình là người con của Lấp Vò, Đồng Tháp. Và tới đây thì mình trải nghiệm nó với một cái tinh thần là mình rất là hăng hái. Và mình mong muốn là ở đây là sẽ gìn giữ cái nét đẹp này và phát huy hơn nữa.
Đặc biệt, khi đêm xuống là show diễn thực cảnh tái hiện chợ ma, chợ chiếu Đình Yên. Từ tục mua bán chiếu vào nửa đêm, nét đặc trưng người mua ngồi tại chỗ, người bán thì mang chiếu đi xung quanh chào hàng, cho đến cảnh giao duyên vui tươi của người dân xứ Đình Yên đều được tái hiện và sân khấu hóa để trở thành sản phẩm du lịch ăn khách. Dạ, em từ Cần Thơ tới em đến được 2 lần rồi. Dạ, lần sau em sẽ rủ thêm bạn bè với lại gia đình em tới tham quan. Dạ, em mong được tổ chức nhiều hơn để được tham quan xem nhiều hơn. Có lẽ điểm nhấn của hành trình du lịch Di Du huyện Lấp Vò là những cảm xúc của buổi đêm như thế này. Không ồn ào rộn ràng như những phố ẩm thực về đêm. Tại show diễn này, du khách như trở lại thời gian mấy mươi năm về trước. Đêm lặng yên và những người lao động cần cù, nốt trầm lắng lòng giữa nhịp sống bộn bề, quý hả của hiện đại. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tự hào đất Sơn Hồng kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau trên kênh Miền Tây, truyền hình Đồng Tháp 2.